Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học toán lớp 5 của trang web olm.vn. Ở bài giảng hôm trước, chúng ta đã được tìm hiểu về hai đơn vị đo thể tích, đó là cm khối và dm khối. Ngày hôm nay, cô sẽ cùng các con tìm hiểu về một đơn vị đo thể tích nữa, đó chính là mét khối. Trước tiên, các con hãy quan sát hình lập phương ở phía bên trái. Hình lập phương này có độ dài cạnh là 1 mét theo các con, hình lập phương này sẽ có thể tích là gì? Đúng như vậy, chúng ta sẽ có nhận xét như sau. Để đo thể tích, ngoài các đơn vị là cm khối và dm khối, thì người ta còn dùng đơn vị mét khối. Mét khối là thể tích của một hình lập phương có cạnh dài 1 mét và chúng ta sẽ viết tắt mét khối là mét có số 3 nhỏ như thế này. Các con hãy lưu ý. Vậy mối liên hệ giữa mét khối và decimet khối, cm khối như thế nào? Ở đây chúng ta đã biết 1 mét thì bằng 10 decimet khối. Như vậy nếu như cô xếp hình lập phương này bởi các hình lập phương có thể tích là 1 decimet khối thì tổng cộng sẽ có bao nhiêu hình lập phương nhỏ? Trước hết chúng ta sẽ xếp lớp đầu tiên. Khi chúng ta xếp lớp đầu tiên thì chắc chắn các con sẽ nhận ra được ngay là mỗi lớp này sẽ có bao nhiêu hình lập phương nhỏ có thể tích là một dm khối. Và nếu như chúng ta xếp đầy hình lập phương lớn thì tổng cộng sẽ có bao nhiêu hình lập phương nhỏ. Nếu như chúng ta xếp đầy hình lập phương có thể tích 1 mét khối bằng các khối hình lập phương có thể tích là 1 dm khối thì tổng cộng sẽ cần tới 1.000 hình lập phương nhỏ. Vậy thì ta suy ra mối liên hệ giữa mét khối, đề xi si mét khối như thế nào? Chính xác, ta sẽ suy ra được ngay là một mét khối sẽ bằng 1000 đề xi si mét khối. Mà ở bài trước các con đã được học, một đề si mét khối lại bằng 1000 cm khối. Như vậy từ đây ta suy ra kết luận tổng quát rằng mỗi đơn vị đo thể tích sẽ gấp 1000 lần đơn vị bé hơn liên tiếp. Và ngược lại, Mỗi đơn vị đo thể tích sẽ bằng 1 phần 1.000 đơn vị lớn hơn tiếp liền. Đó chính là mối liên hệ giữa các đơn vị đo thể tích liền nhau. Các con hãy lưu ý, chúng sẽ hơn kém nhau 1.000 lần. Ta sẽ nhắc lại một chút đó là đối với đơn vị đo độ dài thì hai đơn vị liền nhau sẽ hơn kém nhau 10 lần. Đơn vị đo diện tích thì hơn kém nhau 100 lần. Còn bây giờ đơn vị đo thể tích sẽ hơn kém nhau 1.000 lần và để nắm rõ hơn được mối liên hệ giữa ba đơn vị đo thể tích là decimet si khối cm khối và mét khối các con hãy cùng nhìn vào bảng ở đây bảng chuyển đổi giữa các đơn vị đo thể tích có ba cột là mét khối decimet si khối và cm khối được sắp xếp theo đúng thứ tự ở đây một mét khối thì sẽ bằng si một decimet khối các con đã biết rồi với mét khối thì 1 mét khối sẽ bằng 1000 cm khối, chính là đơn vị nhỏ hơn tiếp liền và bằng 1 phần 1000 m, nghĩa là đơn vị lớn hơn liên tiếp. Tương tự như thế, 1 cm khối thì sẽ bằng 1 phần 1000 mét khối. Các con hãy nhớ thật rõ mối liên hệ giữa các đơn vị đo thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập để củng cố phần kiến thức vừa được học. Bài đầu tiên các con hãy đọc các số đo dưới đây. Ở đây ta thấy rằng trong quả bóng bay này có xuất hiện một số đo, đầu tiên là số và sau đó là đơn vị đo. Đây là số 20, đơn vị đo này là mét khối, như vậy ta sẽ đọc là 20 mét khối. Tương tự như thế, ta sẽ đọc là 0,345 mét khối. Và đây chúng ta đọc là 3 phần 10 mét khối. Đó chính là cách đọc số đo. Chúng ta sẽ đọc số đằng trước và đơn vị đo đằng sau. Bài thứ hai ta sẽ cùng chuyển đổi một số số đo ở dưới đây. 1 dm khối bằng bao nhiêu cm khối? 1,203 dm khối sẽ bằng bao nhiêu cm khối? 1 phần 4 mét khối bằng bao nhiêu cm khối và 1,2 mét khối thì bằng bao nhiêu dm khối? Các con hãy cùng hoàn thành cho cô bài toán này. Ở đây chúng ta thấy rằng 1 dm khối thì sẽ bằng 1000 cm khối. Như vậy muốn chuyển từ đơn vị dm khối sang cm khối, chúng ta chỉ việc nhân số đo đó với 1000. Vậy thì ở đây 1,203 nhân với 1000 sẽ bằng 1203. Với bài này Đề bài yêu cầu chúng ta chuyển từ mét khối sang cm khối. Đây không phải là hai đơn vị tiếp liền, như vậy chúng ta sẽ cần một đơn vị ở giữa là dm si khối. 1 4m khối sẽ bằng 250dm si khối. Và chúng ta tiếp tục nhân với 1.000 để suy ra được nó sẽ bằng 250.000cm khối. 1,2 mét m khối chúng ta nhân với 1.000 thì sẽ ra 1.200dm si khối. Ở đây ta đều chuyển đổi các số đo lớn sang số đo nhỏ. Để chuyển từ số đo nhỏ sang số đo lớn, chúng ta sẽ chia lần lượt cho 1.000. Các con hãy cùng làm một số bài tập để có thể rèn luyện được kỹ năng đó. Như vậy, ở bài giảng ngày hôm nay, cô đã cùng các con tìm hiểu thêm một đơn vị đo thể tích nữa, đó là mét khối, đồng thời thấy được mối liên hệ giữa các đơn vị đo thể tích cảm ơn các con đã lắng nghe bài giảng và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của olm vn